Đây, đây, đây. Em đồ gỗ Công Nhung đây, trân trọng được chào đón tất cả các anh có địa chỉ tại Vân Đồn, Quảng Ninh về tham quan thực tế và đã chốt cho gia đình bộ bàn ghế mẫu Nghê Hoàng Đế đấy ạ. Nghê Hoàng Đế, Nghê Lam Đầu. Cột 14, chân 16. Bộ này gồm 6 món. Toàn bộ chi tiết hoàn toàn đục tay thủ công, hai mặt kênh bong, sắc nét nhá. Cũng như mọi gia đình là các anh đang ký nhận tất cả chi tiết của bộ sản phẩm này. Đây, Công Nhung xin giới thiệu qua bộ bàn ghế mẫu Nghê Hoàng Đế, Nghê Lam Đầu, cột 14, chân 16, bộ gồm 6 món, hàn đục tay cao cấp, toàn bộ vách tảng liền nguyên tấm dày 8 phân, vách tảng dày liền nguyên tấm các bác nhé, liền tấm dày 8 phân, mặt ngồi dày 2 phân, toàn bộ khuôn tranh là dày 5 phân, yếm dạ dày 5 phân, bộ này gồm 6 món. Thì ngày nay các anh đang ký nhận là trực tiếp tại xưởng phun, thì xong Công Nhung sẽ cho anh em thợ hoàn thiện tất cả những phần cuối cùng, và đúng lịch hẹn là sáng mùng 6 đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ sẽ bàn giao trực tiếp về cho gia đình các anh mùng 6 âm đấy, và hôm nay là ngày mùng 2 đầu tháng âm lịch. Đấy, cực kỳ đẳng cấp các bác nhá, thực tế đã đôn bàn đây. Em Đông hỗ trợ cho anh. Đấy, rồi bình tĩnh. Đấy, chi tiết mặt bàn các bác đây, tham quan đây, thực tế đã vô cùng đẳng cấp các bác nhá. Đấy, tất cả là vừa lót một lượt thôi, đang bắt đầu cạo lót trong xưởng, các anh đến đã chốt luôn. Anh vừa ký vừa kiểm tra gỗ dưới gầm luôn anh nhá. Em phun ở gầm mà, gầm phun màu hết mà, yên tâm. Ở đây còn rất nhiều những bộ Nghê Hoàng Đế các bác nhá. Đây ngay bên cạnh đây là bộ Nghê Hoàng Đế cột 16 chân 18, bộ này gồm 6 món. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ đến đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ và đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang theo hai số điện thoại là 0916 912 888. Anh ơi, đứng đây bắt tay phát đã. Lương ra nhỉ? Cầm đây anh, cầm này em cầm ở đây. Ok đó. Có thân là đồ gỗ Công Nhung nhá em. Cảm ơn anh ra đây, ra đây chào cái. Anh giới thiệu đây lại quay video khác mà. Anh em và đẹp mắt. Dạ, vâng. Cảm ơn anh nhá. Thì trong quá trình sử dụng là em bảo cáo với anh là quay trong video là nói luôn. Không may là có vỡ nứt nẻ gì thì em sẽ làm lại mới hết cho anh. Yên tâm nhá. Ok. Vâng. Quay về sửa luôn. Vâng, cảm ơn gia đình anh, cảm ơn các bác và cô chú chị đã dành thời gian.